Xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiểu trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của chị Cẩm Loan, chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình đủ loại giống mai, hàng mini có hay cô chú anh chị, với lại mai giống cũng có luôn ạ. Cây rất là già mùa luôn, đủ loại giống, đủ kích cỡ cho quý cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn ạ. Dạ em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ chỗ của chị Cẩm Loan là chủ yếu là cúc thọ hương hàng già mùa ha cô chú anh chị. Ghép với gốc mai vàng cũng có mà mình cái hàng gốc nhớt liền cốt mập 3-4 mùa ăn lên cũng có luôn cô chú anh chị nha. Đó. Hàng này mình lấy bo để ưỡng lại năm sau cho Tết là ngon lành hết cô chú. Cái bo ghép là cỡ bằng ngón cái em ăn lên hết trơn luôn ạ. Ngoài ra thì mình có cúc đọt đỏ với lại cúc vua, hoa hồng thanh tú. Đó. Em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Em xin chào bà chủ ơi. Rồi em xin chào cô chú anh chị xem kênh ha. Hôm nay em trở lại giao lưu với cô chú anh chị mình một số giống mai để mình lấy bo làm giống ha, với mình dưỡng lại mình chơi Tết luôn nha cô chú ha. Hiện tại thì em có mai quấn rễ hết toàn bộ ha, gốc nhớt liền cốt, một mùa hai mùa. Cô chú anh chị mình yên tâm, có mặt bông lấy giống hết luôn nha cô chú nha. Số điện thoại vườn em là 0377357115 ha. Em xài Zalo số này nha cô chú nha. Rồi em lên mã số đầu tiên ha. Combo 3 cây 3 giống. Này hoa hồng thanh tú. Vậy cô chú anh chị mình không lấy bo thì mình cũng đôn lại luôn nha cô chú nha. Đặng cho sau này tàn mình nó dày hơn ha. Cây này thì bao bo luôn. Rồi, em sẽ số đôi 3 dòng ha. Hoa hồng mình cao được là 57. Ngang nó là 25. Gốc này gốc nhớt thì tầm khoảng 5-6 thôi cô chú ha. Đó, nhưng mà liền hồi cốt hết rồi ha. Rồi cái Tây Thi thì mình cao được là 62. Nói chung là cũng có tàn tùm hết rồi đó. Giảo lá rí là mình cao được là được 44. Cái nào cũng xử lý rễ hết, gốc nhớt thì liền cốt hết ha. Tán ngang thì nó cũng có luôn nha cô chú nha. Tán ngang nó thì cũng được khoảng 30 đổ lại ha. Đó. Cây thì nó tàn tùm như vậy hết luôn. Đó. Cái này là giảo lá rí ha. Đó. Combo này bán giá sao hả? Rồi combo 1k ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350, em bao phí vận chuyển cho cô chú luôn nha. Dạ. Rồi, mã số 2k ha cô chú anh chị. 2k cũng là combo 3 cây 3 giống luôn nha cô chú nha. Là một cây giảo Phú Tân, một cây cúc thảo ly và một cây cúc cam. Các bạn xây này làm như bị nghiêng hay gì nó quay hoài vậy ta. Dạ, cây thảo ly có mặt bông luôn cô chú anh chị, hay là nắng quá xỉu rồi cô chú anh chị. Bông héo hết. À, tất cả đều xử lý rễ hết trơn quý cô chú anh chị ha, hàng già mùa liền. Này em quấn rễ đẹp hết toàn bộ luôn cô chú ha. Gốc thì liền cốt hết, em nuôi này 2-3 mùa hết ha. Toàn bộ cái nào cũng là liền cốt, đế thì đẹp hết toàn bộ luôn. Dạ. Cây nào cũng quấn rễ đẹp hết. Rồi, cúc cam ha, mình cao là 46. Ngang là 37. Thảo ly mình cao là 57. Tán ngang là 21. Phú Tân mình cao được 60. Tán ngang là 54 luôn. Phú Tân thì đang có mặt bông luôn. Về cô chú anh chị mình lấy bo được liền luôn ha cô chú ha. Rễ thì đẹp hết toàn bộ. Hoành liền khoảng 56 nè cô chú. Dạ hoành thì khoảng 4-5-6 đổ lên ha. Dạ rồi. Rồi combo 2k cũng là 3 cây 3 giống luôn, em vô luôn cũng là 250 em bao, 350 em bao ship luôn. Rồi số cây mã số 3k nha cô chú anh chị. Không làm bộ vậy. Combo mã số 3k. 3k. Có giống gì hả bà chủ? À, là một cây cúc vạn phúc nha cô chú ha. Cúc vạn phúc thì cũng có bông luôn. Còn cây này là cây cúc đại đóa, cây này cúc không nhị. Cây nào cũng có mặt bông hết trơn đó cô chú anh chị này. Vậy yên tâm sưu tầm giống ha. Mặt bông là đẹp ok hết luôn nha cô chú nha. Dạ. Cây nào cũng có mặt bông hết. Cô chú anh chị mình yên tâm ha. Dạ rồi. Dạ 13A của em còn đó. Cúc vạn phúc mình cao là 58. Dạ. Tán ngang là 37. Không nhị mình cao là 41. Tán ngang là 25. Cúc đại đó mình cao được là 33. Tán ngang là 45 luôn. Đó, cây nào cũng có mặt bông hết cho cô chú anh chị mình yên tâm lấy giống ha. Cây này tàn quá trời luôn ha. Combo 3k Làm giao lưu với cô chú anh chị mình là 400, em bao phí ship luôn ha. Cây này là gốc liền hết luôn ha, em nuôi 4 mùa luôn rồi đó, không còn thấy chọt ghép luôn. Không. 4k. Ghi sổ nha Súng. Bốn k là một cây cúc thảo ly, một cây cúc không nhị với một cây vạn thọ 100 cánh nha cô chú nha. 3 cây 3 giống luôn hả cô chú anh chị? Mặt bông thảo ly nha cô chú cũng khá là to ha. 3 cây 3 giống là cây nào cũng liền thân liền cốt trơn. Mặt bông thảo ly đẹp lắm luôn nha cô chú nha. Quanh thân thì khoảng 456. Cô chú mình siêu tầm giống, em có đủ loại giống luôn ha. Chiều cao là được 72. 4 cây đậu đậy đó ha, chiều cao là 42. Ủa bậy. Chiều cao là 72. Tán ngang là 29. Cúc thảo ly mình cao là 60. Tán ngang của cây là được 34. Không nhị mình cao được là 53. Tán ngang là 36. Combo 3 cây ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400, em bao ship. Dạ, cây này là em nuôi 4 mùa ha, liền cốt hết, không còn thấy chột ghép luôn nha cô chú nha. Đế thịt hoàn toàn. Mã số 5. 5k. Combo 3 cây luôn quý cô chú anh chị ha. 5k là một cây cúc vua, một cây cúc thảo ly với một cây cúc không nhị nha cô chú. Đủ loại giống mà cây này nó dạng mùa hết trơn rồi cô chú anh chị mình có thể trồng đất được luôn ha. Quỳnh thân khoảng 456 nha cô chú anh chị. Cái không nhị của mình cao được là 74 ha. Tán ngang nó thì 24. Cây cúc vua. Cúc vua mình cao được là 60. Tán ngang của cây là được 46 nè. Cây là tàn tùm như vậy ha. Em để 3 cây cô chú anh chị mình không thấy được tàn ha. Đó. Tàn tùm hết như thế này luôn ha. Dạ, combo 3 cây 3 giống. 3 cây 3 giống, quán rễ đẹp hết luôn ha. Mã số 5k, như cây này chưa đo hay gì nữa. Cúc thảo ly mình cao được là 56 luôn ha. Rồi, gốc thì khoảng 56 nha cô chú nha, bằng ngón tay liền cốt ha. Combo 3 cây 5k, em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 400 luôn, em bao ship. Mã số 6k. Là một cặp giảo tự sắn nha cô chú. Cây này cô chú anh chị mình muốn chơi bông thì đặt lá chơi bông luôn cô chú. Em lên thì chỉ 1-2 cặp là mẫu thôi ha. Cô chú anh chị mình có chốt thì hiện tại ngoài vườn em còn rất là nhiều nha cô chú nha. Dạ, hoành thân thì chắc khoảng 4 năm cô chú, cẩn bằng ngón tay út của em ha. Út thôi. Chiều cao của cây sắn này là được 45. Tán ngang nó được là 44. Cây giảo tự sắn này cao được là 52. Tán ngang nó được là 57. Này bỏ cái đọt này luôn đó. Cặp 6k giao lưu với cô. 6k ha, giao lưu với cô chú anh chị mình là 300, em bao ship. Dạ. 300 rồi hai. Mã số 7k. 7k là một cây hoa hồng thanh tú với một cây cúc thọ hương. Hàng này bao bo cho cô chú mình luôn nha. Dạ, có mặt bông luôn hết cô chú anh chị. Cây này hàng già mùa luôn á cô chú, bao ghép liền luôn à. Bên đây cái bao ghép cỡ ngón cái em ha. Dạ rồi. Cái này là liền cốt hết rồi nha cô chú nha, đế đẹp hết hoàn toàn luôn. Về cô chú anh chị mình yên tâm ha. Thấy mặt bông có da lấy giống luôn. Chiều cao cây thọ hương là được 67. Tán ngang là 56. Cúc hoa hồng là 57. Tán ngang là 31. Cặp 7k ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400, em bao ship. Mã số 8k. Và một combo cũng 2 cây luôn ha cô chú ha, một cây cúc đại đó với một cây cúc không nhị ha. Cây nào cũng quấn rễ đẹp hết luôn nha. Đế bao đẹp luôn á. Dạ. Rồi. Cúc không nhị mình cao được 42. Tán ngang là 39. Hoành thân nó thì khoảng 6 thôi nha cô chú nha. Chiều cao cây đại đó là được 67. Tán ngang là được 42. Combo 2 cây mã số 8k ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350, em bao ship. Dạ. Mã số. Rồi, mã số 9K là combo 6 cây nha cô chú nha. 6 cây 6 giống luôn ha. Này là, nói chung là trên chậu em có để tên hết nha cô chú nha. Cái này là cúc hoàng đế nè. Cây này là hoa hồng thanh tú. Cây này là cây cúc vua, toàn bộ là có quấn rễ, xử lý rễ hết nha cô chú nha. Đó. Rồi cây này là cây đại cúc đại đó. Cây này vạn thọ 100. Cây này là cây Tây Thi. Đó, cây nào cũng quấn rễ đẹp hết toàn bộ. Combo như thế này ha cô chú ha, là cao khoảng tầm 3 tấc trở lên nha cô chú nha. Dạ. Khoảng tầm để em đo cây thấp nhất này. Cây thấp nhất này là mình được 25 ha. Khoảng tầm 25 đến 60 nha cô chú nha. Đó, combo 6 cây. Là em có để tên tên chậu hết nha cô chú ha. 6 cây là 300 em bao ship. Mã số 10K. 10K là một cây cúc thọ hương với cây hoa hồng thanh tú nha cô chú nha. À, cây nào tàn cũng ôm tùm như thế này hết luôn nè cô chú nha. Rồi, tàn ôm tùm luôn. Rồi, cái này về mình trồng đất được luôn á cô chú, mình liền. Này là gốc nhớ em nuôi 4 năm mùa liền cốt rồi đó nha cô chú nha. Gốc bên đây thì khoảng bằng ngón cái á cô chú, thì hoa hồng thanh tú. Bao đẹp luôn, cây nào cũng xử lý rễ hết nha. Rồi. Thọ hương mình cao là 62. Tán ngang là 61. Hoa hồng mình cao 62 luôn. Tán ngang cũng 61 luôn. Trời, hai cây này đều thiệt đều luôn nha cô chú nha. Rồi, cặp 10K em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao phí ship luôn ha. Tàn rất là đẹp luôn. Mã số 11K. Đó, cũng là combo 2 cây 2 giống luôn nha cô chú nha. Một cây cúc đại đó với một cây cúc hoa hồng thanh tú. Hoa hồng thanh tú thì đọt non đẹp, rất là đẹp luôn ha. Có mặt bông. Cái này cô chú đại đó thì cũng có mặt bông luôn. Cô chú anh chị mình yên tâm lấy giống ha. Này đại đó là quýt. Giống quýt quá à. Dạ, cúc quýt. Này cây cúc quýt nha cô chú nha, chứ không phải đại đó nha. Cái này cây cúc quýt. Cúc quýt chứ không phải đại đó. Dạ. Hoa hồng thanh tú với đại cúc quýt cô chú anh chị. Cúc quýt hoành gốc mình được là 9. Chiều cao là 77. Tán ngang là 57. Cúc hoa hồng mình cao là 71. Tán ngang là 60. Rồi combo 2 cây 2 giống này cũng giao lưu là 500 em bao ship luôn. Hai già mùa lắm cô chú chị nha. Rồi, số 12K. 12K. Là cây dảo Phú Tân nha chú ha. Phú Tân vườn em là 2 lớp cánh không nha cô chú nha. Cái này nó hơi nắng quá, nó hơi xỉu rồi cô chú. Em còn muốn xỉu. Có củ đế liền cốt luôn cô chú anh chị nha. Cái này già mùa lắm luôn rồi đó. Dạ. Này về lấy bo là bao bo luôn. Hoành là 7 nhưng mà em trừ hao lấy 6 thôi ha, tại dướng không da nha cô chú nha. Chiều cao là 81. Tán ngang là 75. Giỏ Phú Tân 12K ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 em bao ship. Dạ. Mã số 13. 13K là một combo 2 giống luôn. 2 cây 2 giống. Cây hoa hồng với một cây cúc đại đó nha cô chú ha. Đại đó có mặt bông luôn nè cô chú ha. Cô chú anh chị mình yên tâm lấy giống luôn ha. Mặt bông đại đó nó dung lên nhìn rất là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Cây nào cũng liền cốt hết trơn cô chú. Cây này đế đầu so luôn ha. Hoa hồng mình cao được 46. Tán ngang là 42. Cúc đại đó mình cao 49. Tán ngang là 22. Combo 2 cây 2 giống em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 em bao ship. Dạ. Mã số 14K. Một cặp cúc thọ hương em thả tàn tự nhiên ha. Cô chú anh chị mình về lấy bo ha. Cây này về lấy bo xong trồng đất là tới nửa hành cây mai tàn cúc thọ hương ghim luôn cô chú anh chị. Đế đẹp luôn ha. Cái thân thì khoảng 6-7 nha cô chú anh chị. Thôi bây giờ cái nào đủ tàn rồi bỏ ra đi. Rồi em xin số đo 3 vòng bà chủ ơi. Chiều cao cây thọ hương này là 60. Tán ngang là 70. Cây thứ hai mình cao là 69. Tán ngang là 67. Gốc thì khoảng bằng ngón tay trỏ, ngón tay cái nha cô chú ha. Có xử lý rễ đẹp hết luôn. Cặp 14K em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Dạ. Số 15K. Mình lên một cặp luôn hết cô chú anh chị. Là một cây cúc thọ hương với một cây cúc gia định nha cô chú ha. Cây nào cũng có mặt bông hết ha. Cô chú anh chị mình yên tâm lấy giống luôn. Thọ Hương thì khỏi chơi là ngoài cô chú anh chị, nó liền cốt củ đế luôn ha. Cây cúc gia đình thì mình ghép với gốc mai dù nha cô chú anh chị. Cũng là đọt đỏ luôn nha cô chú, mà cái lá nó hơi thon dài hơn hoa hồng thanh tú cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xin số đo 3 dòng luôn bà chủ em. Giờ nắng quá muốn xản quá. Ai quýnh khóc trời. Cúc gia định mình cao được là 74, tán ngang là 78, hoành nó được là 8 nha cô chú nha. Cây thứ hai là cây cúc Thọ Hương. Cúc Thọ Hương thì cao được 74, tán ngang của nó là được 74. Thọ Hương với cúc gia định ha, mã số là 15k. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Cây nào cũng có mặt bông cô chú anh chị, mình yên tâm lấy giống ha. Cúc gia định mặt bông cũng rất là dễ luôn nha cô chú anh chị. Cúc gia định với Thọ Hương mình cũng tò khoảng tầm 20 cánh đổ lên hết luôn nha chú ha. Này 24 36 cánh không á. Một cái cúc Thọ Hương ha, gốc nhớt liền cốt nha cô chú nha. Tàn là ung tùm đủ chi tay luôn nha cô chú nha. Tàn không đều tàn luôn á mấy cô chú anh chị. Này là liền cốt luôn rồi đó. Cây này mình vô dây sữa tay chiên cái nữa là nhức mắt luôn cô chú. Hoành là 8, chiều cao là 97, tán ngang là 84 ha. Thọ Hương ha, mã số 16k. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Này tàn là đủ tay luôn nha cô chú nha, rất là đẹp luôn. Mã số 17 là một cây cúc Thọ Hương. Cây này là có mặt bông hết luôn ha cô chú ha. Về cô chú anh chị mình yên tâm lấy giống luôn. Về là bo, cắt bo rất là vừa luôn ha. Lên da lương hết toàn bộ luôn ha. Rồi, cây này nó già, lão làng lắm cô chú anh chị. Dạ rồi. Hoành là 12, chiều cao là 81, tán ngang là 66. Thọ Hương 17k ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao ship. Rồi, cái này Tết năm sau là hoành tráng luôn á cô chú anh chị. Ôi tà đẹp lắm luôn. Mã số 18k. Cây cúc Thọ Hương gốc nhớt liền cốt nha cô chú nha. Em nuôi năm. Dạ cây này nó như là cây cúc Thọ Hương ghiên luôn cô chú anh chị. Nó đã liền luôn rồi cô chú ha. Dạ rồi. Hoành là 8, chiều cao là 70, tán ngang là 65. Thọ Hương gốc nhớt liền cốt này ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Cây này già lắm luôn rồi ha. Về là chơi kê lắm luôn. Cây mã số 19k. Dạ, cây tàn đều luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Em xin số đo 3 dòng ha bà chủ. Hoành là 9, chiều cao là 82, tán ngang là 75. Thọ Hương ha là 19k. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 em bao ship. Này về cô chú anh chị mình dưỡng chút xíu nữa ha, mình mới lấy bo được tới cái này ha. Quá em lấy khúc này thôi ha cô chú. Này hơi non xíu. Mã số 20. 20k là cây cúc vua nha cô chú ha. Cúc vua là bông rất là đẹp luôn ha, cánh dúng dúng ha. Cái nụ của nó nè, no tròn như viên bi luôn nè. Thấy vàng vàng. Có đủ cỡ luôn. Cây này ghép 20 ghép trà bá nữa luôn á cô chú. Ở đây có cúc nghệ không? Không chị, có hả? Dạ rồi, em xin số đo luôn hết bà chị. Hoành 13, chiều cao là 78, tán ngang là 72. Cúc vua 20k em giao lưu. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Mã số 21k. Còn cây cúc Thọ Hương. Thả tàn đó cô chú anh chị mà nó liền cốt hết trơn rồi cô chú ha. Rồi em sẽ số đo đây. Hoành 11, chiều cao là 79, tán ngang là 63. Thọ Hương 21k, giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao ship. 22k. 22k. Nào cây cúc Tây Thiên cô chú. Đây đang đi thêm cây đọt mới nữa cô chú, chị cây bo ghép già lắm luôn à. Một chột ghép thôi cô chú. Chột ghép bự bằng ngón chân cái luôn á. Hoành 13. Chiều cao là 67. Tán ngang là 70. Tây Thi mã số 22k, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ. Cây mã số 23k. Là một cây cúc hoa hồng thanh tú. Này mua cây tặng trái luôn nha cô chú nha. Chính là mua cây tặng bà chủ. Sao điện thoại mình nóng dữ rồi. Cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị, cây này nó già quá trời luôn á. Một bo ghép thôi mà nó liền luôn rồi cô chú nha. Dạ em sẽ xuất ra 3 dòng nha. Hoành là 10. Chiều cao là 72. Tán ngang là 70. Hoa hồng nha, mã số 23k, giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Mã số 24k. Ở dưới đất nha. 24k. 24k. Cảm ơn cái cúc thọ hương. Cây này về bao bo luôn nha cô chú nha. Cây này mình ghép một bo ghép thôi cô chú anh chị. Dạ, dạ. Hoành 11. Chiều cao 80. Tán ngang là 61. Thọ hương 24k, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Mã số 25k. 25k. Cây này đang cây cúc thọ hương gốc nhớt liền cốt nha cô chú nha. Cây này liền như một cây ghim luôn rồi cô chú anh chị, không thấy chỗ ghép luôn rồi ha. Hoành là 9. Chiều cao là 69. Tán ngang là 71. Thọ hương 25k, giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Hả? Mã số 26k. 26k, vào cây cúc thọ hương. Dạ mùa luôn ha. Cây này giờ mình có thể chơi bông được á cô chú anh chị, em thấy nụ quá trời nụ mà nụ to luôn cô chú anh chị ha. Nguyên một củ đế cho bá lửa luôn cô chú. Con cục ú nu. Hoành là 7. Hoành cũ nó được là 15. Chiều cao là 67. Tán ngang là 48. Thọ hương 26k, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 em bao ship. Cây này giờ cô chú anh chị mình thả đất trồng ha, cái nữa cái củ này nó chà bá lửa này. Rồi cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Clip em chân thành cảm ơn cô chú đã bỏ thời gian xem hết clip nha. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Dạ em xin chào kết thúc clip của em.